địa phương lân cận. Dự án có tổng diện tích khoảng 39,72 ha, được kết nối liên hoàn về phía Tây với thị trấn Nam Sách và các địa phương lân cận như thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh qua đường dẫn cầu Hàn. Dự án được kết nối liên hoàn với các cơ sở hạ tầng có sẵn của thị trấn Nam Sách như trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn, nhà văn hóa, bảo hiểm xã hội, bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách. Những con đường khang trang sạch đẹp rợp bóng cây, những hàng ghế đá bên hồ, đài phun nước, khu để xe rộng rãi cùng nhiều hạ tầng kỹ thuật khác được kết nối với các khu dân cư của thị trấn, giúp người dân tận hưởng nhiều tiện ích, những điều kiện thuận lợi về chất lượng cuộc sống mà dự án mang lại. Đây là dự án có hạ tầng đồng bộ hiện đại với điểm nhấn là trục giao thông chính chạy dọc theo hướng Bắc Nam, mặt cắt 35m, hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại cùng với hàng cây xanh bóng mát tạo thành trục xương sống cho toàn dự án. Nơi đây có khu công viên cây xanh và khu hồ cảnh quan với diện tích hơn 4 hectare, chiếm 10,2% tổng dự án. Khu quảng trường với diện tích gần 2 hectare được thiết kế lắp đặt hệ thống đèn cao áp, đèn màu và dàn phun nước nghệ thuật. Nơi đây sẽ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao quan trọng của huyện Nam Sách và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân thị trấn. Hệ thống điện chiếu sáng lòng đường và vỉa hè được thiết kế đồng bộ hiện đại. Hệ thống cấp điện sinh hoạt cho từng hộ dân được đi ngầm tạo cảnh quan đẹp, hiện đại và an toàn. Đường kỹ thuật sau các dãy nhà rộng 2m. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống thông tin liên lạc đi ngầm sau nhà. Khu xử lý nước thải cho dự án trước khi xả ra môi trường có công suất 1.200 m3 một ngày đêm, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của các cơ quan chức năng. Đất dành cho giáo dục và các cơ quan công cộng hơn 2 hectare. Đất đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật 16,3 hectare, chiếm 41% tổng dự án, tạo thuận lợi cho cư dân nhu cầu sinh hoạt và đi lại thuận tiện. Trong thiết kế dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, chủ đầu tư liên danh Hoàng Thanh Hưng Thịnh luôn quan tâm đến các tiện ích về hạ tầng và không gian sống xanh cho cư dân của mình. Thời điểm ban ngày, cư dân được trực tiếp đón ánh ban mai, ngắm nhìn màu xanh thanh bình và bóng mát của hệ thống cây xanh, tận hưởng không khí trong lành, giúp giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Một cuộc sống an lành, xanh mát giờ đây đã không còn xa vời với người dân. Không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà khu dân cư còn có giá trị nâng cao thẩm mỹ cho cư dân, tạo bản sắc văn hóa đô thị. Vào ban đêm, dàn ánh sáng hiện đại cùng hệ thống đài phun nước nghệ thuật tạo khu quảng trường và khu vực hồ nước trung tâm chính là điểm nhấn đặc biệt. Cư dân được cảm nhận sự an toàn và khung cảnh nên thơ, lãng mạn bởi ánh đèn màu lấp lánh. Đất nhà ở thuộc dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách được bố trí thuận tiện, bám theo các trục đường giao thông và quanh hồ điều hòa. Các hạ tầng tiện ích được sắp xếp khoa học với đầy đủ các hướng Đông Tây, Nam Bắc, tạo không gian trong lành, thư thái, thoáng mát, thuận tiện cho cư dân khi đến sinh sống và làm việc. Đất nhà ở liên kề mặt phố, diện tích 110.343,95m2. Đất biệt thự diện tích 19.931,63m2. Khu dân cư mới phía Tây, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách chính là giấc mơ về một không gian sống xanh, an lành. Dự án sẽ góp phần nâng cao đời sống và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho cộng đồng, thúc đẩy quá trình phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho cư dân, đặc biệt là hình thành nên khu dân cư đô thị với không gian, cảnh quan hiện đại, đồng bộ về mọi mặt, mang sắc thái tiên tiến, chuẩn mực về kiến trúc đô thị đáng sống. Mặt khác, sẽ góp phần đưa diện mạo của huyện Nam Sách được khang trang, sạch đẹp hơn và hướng tới trở thành một thị xã trong tương lai. Liên danh công ty trách nhiệm hạn Hoàng Thanh, công ty trách nhiệm hạn tập đoàn Hưng Thịnh,
thương hiệu tạo nên chất lượng.